Làm gì ra vậy? Trốn ra ngoài đây uống nước ngọt. Trời, uống một chai 1,5 lít luôn quý vị. 1 lít hay 1,5 lít? Chưa. Cất rưỡi rồi. Tự uống rồi mới biết uống nước ngọt nó bệnh á, bệnh tiểu đường rồi bệnh gan bệnh thận rồi, lì quá. Thằng này nó uống đường rồi. Hồi sáng thì thấy uống một lần rồi giờ mua uống nữa. Là 2 lần. Dạ 2 lần. Tiền đâu uống gì vậy? Ai cho? Gia trọng cho. Rồi buổi sáng ai cho? Trời ơi, tao thấy cha tụi bay là cho tiền tụi bay là giết hại tụi bay luôn á. Gián tiếp luôn á. Nói hoài mà ổng có nghe đâu, cưng con quá vậy ai chịu được. Mà bé xuống. Uống vậy đâu ăn được đâu đúng không? Ăn ít đúng không? Ăn được. Ngày con 3 chén. Ngày 3 chén cơm hả? Nhưng mà con có biết uống nước ngọt là có hại không? Biết không? Uống này chút đem vô nhà. Uống ít thôi. Vô nhà cất. Hai đi vô nhà cất. Một ngày tụi con uống mấy chai vậy? 4 chai. 4 chai luôn. Chú ơi, ngày con uống chai. Chú ơi, con đi chú Huy á. Đâu? Em đi chú Huy mua nước á. Trời, ngày uống 4 chai vậy. Uống là chỉ có chết thôi con ơi. Thiệt, uống nước ngọt không có tốt. Mà uống vô đây là đủ rồi. Nhưng mà con chú không hiểu sao mà ba mẹ con cứ cho tiền tụi bay, tụi bay uống nước ngọt vậy thôi chứ hết đường nói. Này, nhìn dưới đây con cáo. Hồi nãy ba Trọng cho nhiêu tiền? 100 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn hai đứa hả? 100 ngàn. Mà chai nước đó con mua nhiêu tiền? 18. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn hai chục. Con xin anh Phúc xin. Tụi con nhỏ nên là đứa nào cũng thích nước ngọt. Nhưng mà nước ngọt không có tốt. Chúng nó thiệt. Mà cha mẹ con không la thôi. Nhưng giờ chú bữa giờ chú quay máy clip rồi nói rồi mà cũng vậy à. Không thay đổi được gì. Thiệt chứ mấy đứa nhỏ quê chú mà là làm việc ngày có tiền 20-30 ngàn mà uống vậy. Đúng không Phúc? Ừ. Phúc mập. Phúc mập đi. Mày uống nước ngọt không mà mày mập chứ làm cái gì mập? Mày không? Cây bự nè. Mày tên đó tên. Những cái phần thực hiện cho bà con mình. Thì cái công việc này là hôm nay là mình mới bắt đầu mình sẽ phát luôn hả chị? Đúng rồi, cưng mới phát. Dạ. Tại vì hôm á hai chồng nằm cũng suy nghĩ. Suy nghĩ nói chung là từ mà làm nhà cho mấy người này kia là ngủ không có thẳng giấc đâu. Cứ mừng á, mừng mà vui, cứ thao thức ngủ không có được. Ngủ bây giờ chẳng thẳng giấc hết. Thì hôm này có hai chồng ngồi nói chuyện với nhau, nói anh ơi, mà cô Kim Hải cổ có lên tiếng á. Cổ có nói là cổ nhắn nhủ lại nếu mà có cần cái gì thì cho cổ biết vậy đó. Thì bây giờ nó nghe giờ nhà cửa xong hết đi, xong hết nhà cửa xong hoàn tất hết đi cái khu này đi, bếp cơm rồi xong hết, nó hoàn thiện hết, nó sạch sẽ đẹp đẽ hết đi. Thí dụ sau này Mạnh Thường Quân, cô bác, cô Kim Hải và cô sư cô mà cộng đồng mạng với Mạnh Thường Quân bên nước ngoài, trong nước ngoài nước á, mà có hỗ trợ nữa đó, thì mình xin phép là cô Kim Hải và cô sư cô với cô bác anh chị ở bên nước ngoài, trong nước ngoài nước có xin phép là để mình đi làm những cái việc khác. Yeah. Là giống như là mình giúp đỡ cho người nghèo, mấy người bán vé số, mấy người tập nguyền, mấy người già, ông già bà cả rồi đó, thì có được hay không. Hồi hôm là hai chồng có ngồi tâm sự không biết là cái số tiền này không biết có làm được hay không, thì anh Phước nói là chắc có thể là cô mấy chú mấy anh mấy chị á, Mạnh Thường Quân chắc có thể thông cảm, tại vì mình làm từ thiện thì mình phải chia ra, mình chia sẻ. Yeah. Chứ không có đánh đổi mà chấp nhất mình đâu, thì thôi bây giờ bà làm thử một tấn gạo này mình đi phát cho người nghèo coi ra sao. Yeah. Ví dụ cô chú anh chị á, có đồng ý hay không, hay là có vui hơn, hay là có chia sẻ cái niềm vui với mình hay không, thì mình biết, nếu mình biết thì mình dừng. Thì ví dụ bây giờ đồng ý mà vui chia sẻ với mình thì mình tiếp tục, mình chia sẻ cho những người nghèo khổ khó khăn. Yeah. Đó thì anh chị cũng gắng giữ cái sức khỏe để mà ra một cái công sức để mà giúp đời giúp người đó, thì anh chị cũng vui cũng mừng. Thì sẵn lúc này thì anh chị tâm sự là như vậy đó. Yeah. Thì bây giờ á giống như á
tiền á, trao tới anh chị thì cứ cảm ơn hoài, không có đủ. Thì bây giờ giống như Mạnh Thùng Quân, cô bác, cô Kim Hiếu, cô Kim Hải với cô Sư Cô á, với Mạnh Thùng Quân trong nước ngoài nước á, đưa tiền phải đưa đúng người, làm việc thì phải đúng việc, đúng không em? Thì bây giờ á, đúng người đúng việc nó mới trọn vẹn. Nó mới trọn vẹn chứ cảm ơn hoài nó không có đủ. Cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ, nhưng mà cái sự thật là mình phải làm. Mình nói được, mình làm được, cái việc làm mình với cái lời nói mình nó phải đi đôi với nhau. Là mình mới thấy là mình cảm thấy là mình trọn vẹn. Còn nếu mà mình cảm ơn hoài chị thấy không có đủ. Đó. Thì chỉ có nói với anh Phước thì thôi bây giờ mình làm. Mình làm thì mình cũng cũng lo cho cô bác, anh chị, ông bà nghèo khổ, mình khó khăn thôi, chứ mình không phải là lớp cái gì. Mình thì bây giờ mình có cái công sức, em với anh khỏe thì em anh chia nhau ra mà để mà giúp đời giúp người đó. Thì chị có tâm sự với cô hai, bây giờ thì bây giờ con không biết là cô Hiếu bao nhiêu tuổi nữa, thì thôi con tâm sự với cô hai, cô Hải. Cô Kim Hải bao nhiêu tuổi mà cô Sư Cô nữa. Dạ cô Hải cũng lớn tuổi. Dạ thì đó. Bây giờ con cũng tâm sự như vậy đó cô. Thì cô cảm thấy mà cô có hạnh phúc việc làm của mình cô cảm thấy hạnh phúc không, hay là cô bác Mạnh Thường Quân á, anh chị các chú các anh rồi đó có hạnh phúc hay không? Thì nếu mà hạnh phúc thì con cũng cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Như vậy thôi. Cũng như là những cái số tiền mà vợ chồng anh đang sửa xây lại nhà cho bà con mình cũng như là bếp cơm, thì chị và anh cũng suy nghĩ và cũng bàn nhau là trích ra một số tiền để mà mình ngày hôm nay là mình trao quà cho bà con. Nếu như mà được mọi người ủng hộ và cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ thì vợ chồng anh sẽ nhận và tiếp tục sẽ trao cho bà con dịch mình nữa. Giống như là anh chị, giống như là cô Kim Hải, cô Sư Cô. Bây giờ con nói cho cô Kim Hải nghe nè, con với anh Phước là giống như một cái nhiệm vụ, giống như là nhận một cái nhiệm vụ đó. Thì cô Kim Hải với cô Sư Cô và Mạnh Thường Quân, cô bác anh chị đó, giao cho con một cái trách nhiệm đi, một cái nhiệm vụ đi. Bây giờ muốn cần con làm cái nhiệm vụ gì là vợ chồng con sẵn sàng là hoàn tất hết. Chứ bây giờ con cũng không dám nói cái gì là cái gì hết. Thì bây giờ cô cảm thấy như vậy cái gì gì đó, Lon ơi, Phước ơi, là con đi tới đó nhìn cho cô hay là cái gì vậy đó, thì cô sẽ sẵn sàng, con sẽ sẵn sàng là sẽ sẵn sàng làm cho cái nhiệm vụ là cô và Mạnh Thường Quân, cô chú Mạnh Thường Quân trong nước này. Trước hết đó thì xin chào tất cả cô chú, cô Kim Hải và cô Sư Cô và Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước. Thì hôm nay á là có thêm cái việc mới mà việc có ý nghĩa, thì Lon với Phước á là tiến hành chiều nay để cho một con phần gạo cho mấy người bán vé số, những người ông đơm. Thì cái việc làm này làm mới mẻ mà việc làm á hả, thì cũng đầy ý nghĩa. Nếu mà nói đứng ra thì cảm ơn hoài không có đủ, không có nhiêu là đủ, thì bây giờ phải thực hành thôi. Cảm ơn thì không đủ, thực hành là giống như là không có phụ lòng cô chú anh chị ở bên nước ngoài, cộng đồng nào và trong nước ngoài nước. Thì mình làm việc á đúng người đúng việc nó có ý nghĩa hơn. Giống như mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị bên nước ngoài thì tin tưởng vợ chồng của Lon Phước, tạo điều kiện cho Lon Phước có một cái duyên để mà ra một cái công sức để mà giúp đỡ cuộc đời, thì rất là quý, rất là tốt. Thì bây giờ một lần nữa thì Lon với Phước cũng xin phép cô chú và anh chị cộng lại cho Lon Phước làm những cái chuyện gì đúng nghĩa, đúng việc, thì Lon Phước cứ sẵn sàng làm. Ví dụ bây giờ có cái công sức á, có sức khỏe tới đâu thì làm tới đó, thì không có nệ, không có có nệ là công sức là cực khổ rồi hay là cái gì, không có. Thì bây giờ có sức khỏe tới đâu thì làm tới đó, khi nào không còn sức khỏe nữa thì tính sao. Bây giờ á Lon với Phước á cũng muốn nói với cô chú làm cái gì để cho cô chú anh chị vui hạnh phúc. Ở đây là Lon Phước cũng hạnh phúc vui theo luôn, thì Lon làm như vậy đó. Thì cô chú anh chị có cảm thấy hạnh phúc hay không? Cảm thấy hạnh phúc hay không? Lon cái tiền bạc tiền mà Lon nó cho mình làm việc trao cho mình á, số tiền á, thì phải đúng người mà đúng việc nữa, không phải cảm ơn là đủ không. Thì bây giờ Lon Phước phải thực hành những cái việc gì làm cho ít có xã hội, thì một lần nữa xin cảm ơn
Dạ chị ơi, thì cho em hỏi là hôm nay là mình phát 100 phần là trong đó là mình phát cái gì chị? Cái gì? Cái gà, cái gà, cái gạo với phần mì. Dạ. Với nước tương, nước tương thì vẫn còn bao nhiêu nữa. Dạ. Thì bữa nay là phát như vậy đó. Dạ. Thì ngày mai thì phát rau củ quả. Dạ. Tại củ quả ngày mai có. Vậy là hôm nay là mình ở địa điểm nào chị? Địa điểm ở quận 5 á. Quận 5 là cái chỗ đó là phường 1 quận 5. Dạ. Phường 1 quận 5 Tân Đạt. Có mượn cái chỗ mà cái chị mà có hủ tiếu á. Bằng cái này chị á. Thì chắc là cũng đó. Thì cái việc làm này của Long nó không biết là cô bác là chị còn bạn hay không nữa. Dạ. Hay là có cảm thấy hạnh phúc hay không? Dạ thật sự là cái công việc của chị và anh Phước làm như thế này là rất là quý luôn. Thì hiện tại là dịch bệnh cũng rất là khó khăn cho bà con mình cũng như là những khu nơi cách ly á. Thì em sẽ nghĩ là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân khi xem được cái video này thật sự sẽ là cảm động trước cái sự ấm áp và sự chia sẻ của vợ chồng anh chị. Trong những lúc mà mình đang sửa xây nhà cửa như là những cái bếp cơm này mà mình cũng đã dành thời gian ra để mà mình sửa, mình giúp đỡ cho bà con vùng dịch cũng như là bà con nghèo, mình thật sự cái tình cảm này rất là quý luôn ạ. Thì giờ chị cứ mong là làm cái gì thì đúng người đúng nghĩa đi, đúng việc thì mình làm gì tốt thì mình cứ làm để cho cô bác anh chị đồng bạn á, trong nước ngoài nước ta cũng cảm thấy hạnh phúc luôn. Dạ. Vui vẻ hạnh phúc luôn. Chứ mình làm không đúng việc thì cô bác cũng đâu có được vui mà không được hạnh phúc. Bây giờ chị cũng gắng. Hiện tại thì trong lòng cô Loan cảm thấy như vui là hạnh phúc là tại vì á cô bác Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước tại chợ tiền vậy cảm động rất là nhiều luôn á. Động lắm. Bây giờ cái gì có tiền ở đó thì cứ mình cứ làm được cái gì thì mình làm, khi nào hết tiền thì thôi. Chứ bây giờ cứ mình cứ giữ tiền không có làm gì được á thì không có ý nghĩa. Dạ. Là cô Loan với Phước vậy thôi. Thì hiện nay con chúc cô Loan và chú hai chú ba thì có nhiều sức khỏe để mà giúp cho những cô chú anh chị cơ nhở có một cuộc sống ấm no hơn trong mùa dịch. Dạ rồi, cảm ơn cô Loan. Thưa cô, vậy thì thời điểm hiện tại thì thành phố đang giãn cách như thế này thì mình làm một chương trình mà phát từ thiện thế này thì mình có kế hoạch nào mà để mà chính quyền để họ xin phép chính quyền gì cô? Cô nói sao? Thời điểm giờ Sài Gòn đang giãn cách đó, thì mình đi phát, mình có cái biện pháp nào mà chống dịch chưa? Chống dịch đó hả? Dạ. Chống dịch thì mình chưa có sợ tập trung nhiều người quá thì chứ như là chúng làm việc cô bên kia có gỡ cô bên có nhờ cô bên kia nói là chị ơi chị ở đây chị thấy người bán vé số đi ngang chị kêu người ta dùng cho ở người mà chạm đó ôm chị cho chị phát ra. Thí dụ mà mấy cô mấy chú mà đi xe lăn rồi đó cô chị cho chị em năm rồi. Bây giờ không quá thì cái mùa dịch này cũng nguy hiểm lắm. Vậy thôi xin chào nha.